Võ Tánh thì ông chính là một người gốc ở Biên Hòa. Và Võ Tánh theo chúa Nguyễn Ánh chính là vua Gia Long từ năm 1788. Và năm 1799 thì chúa Nguyễn và Võ Tánh phá được thành Quy Nhơn do hai tướng quân của nhà Tây Sơn nắm giữ. Xin mến chào quý anh chị và các bạn. Trong ngày hôm nay thì em xin phép được review về lăng mộ của một danh tướng rất nổi tiếng vào thời vào triều Nguyễn. Thì như tất cả quý anh chị cũng đã thấy thì hiện tại bây giờ em đang ở ngay trước cổng của khu lăng mộ của ông, khu lăng Võ Tánh. Và ngay bây giờ thì quý anh chị và các bạn hãy cùng đi theo em vào bên trong để chúng ta sẽ review nơi này nhé. Đây chính là phía biển ngoài của khu lăng mộ lăng Võ Tánh, có địa chỉ tại số 19 đường Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Và ngay bây giờ thì quý anh chị và các bạn cùng theo em vào bên trong nhé. Ngày hôm nay thì có một cô ở đây. Chuẩn bị mưa rồi cô nhỉ? Phía ngay đằng trước này thì tất cả chúng ta đang thấy thì có hai cái lư rất là to. Đây chính là khu đền thờ phía trước lăng mộ của ngài Võ Tánh. Đây là khu thờ tự. Chúng ta cùng vào bên trong nhé. Đây, cô vừa mới đóng cửa nhưng không sao, để em sẽ đi vào qua đường bên trong này. Đây. Ồ, đây đây đây. Đi vào được. Đúng rồi. Đây, phía đằng sau này thì chính là khu lăng mộ của ông. Đây. Một chút xíu nữa thì chúng ta sẽ khám phá đằng sau. Chúng ta sẽ đi từ trước nhé. Đây. Bên trong này. Về cơ bản thì ở phía trong khu thờ tự của ngài thì được thiết kế theo lối kiến trúc cổ xưa. Và ở đây là có một đây chính là khu điện thờ chính này. Điện thờ chính nơi này thờ ngài, hai bên là Hoành Phi. Đó, chữ này là chữ gì thì em cũng không có đọc được. Đấy, quý anh chị nào rành về chữ ngày xưa thì đọc nhé. Trời như đang muốn mưa rồi. Chuẩn bị muốn mưa rồi. Nên là em xin phép được review nhanh một chút cho tất cả quý anh chị và các bạn cùng được xem nhé. Đây. Đây chính là điện thờ chính này. Khu lăng mộ này chính là do vua Gia Long Nguyễn Ánh xây dựng để cho người dân tới đây được dễ dàng tiếp cận và cúng bái. Thì như tất cả chúng ta cũng đã biết, Võ Tánh chính là một vị võ tướng có công với triều Nguyễn của vua Gia Long. Chính là một vị vua đầu tiên khai sinh ra triều Nguyễn của chúng ta. Để ghi nhớ công lao của ông nên là vua Gia Long đã cho xây dựng nơi này.
thì chúng ta cũng đã thấy cũng đơn sơ thôi. Đây. Đóng cửa. Ok chủ rồi. À, chúng ta sẽ đi ra đằng sau nhé. Khu lăng mộ của ông để chúng ta cùng khám phá nhé. Ui, đóng cửa. Cửa chắc cô tưởng không có ai, sau này cô đóng cửa rồi. Để mình đi ra đây. Đây này. Đường này mình cũng ra được luôn. Đây. Trong khuôn viên của lăng mộ thì rất là nhiều cây. Có rất là nhiều cây đinh lăng này. Mình cũng đang muốn tìm một cây đinh lăng để mình về mình trồng này. Lúc nào mình sẽ đi vô đây mình xin. Xin các ngài. Đây. Như quý anh chị và các bạn thấy trước mắt đây chính là khu lăng mộ của ngài Võ Tánh. Quý anh chị cùng khám phá với em nhé. Ngày hôm nay thì là ngày đầu tuần, thời tiết nắng nóng của Sài Gòn trong những các cái ngày vừa qua thì cũng đã có vẻ như là muốn chấm dứt rồi, cho nên là ngày hôm nay thì thời tiết như đang muốn mưa rồi đó. Ok, bây giờ quý anh chị và các bạn cùng theo chân em để đi vào phía bên trong nhé. Như trước mắt chúng ta cũng đang thấy thì trước ở ngay phía trước thì chúng ta thấy là có một hình là ông hổ ở đây, có lẽ là biểu tượng như một sự trang nghiêm để canh cho ổng, bởi vì thường thì ở trước những các cái khu thờ cúng thờ tự của những vị tướng có công thì thường sẽ có những tượng của ông hổ để canh giữ cho ngài. Đây. Võ Tánh thì ông chính là một người gốc ở Biên Hòa. Và Võ Tánh theo chúa Nguyễn Ánh chính là vua Gia Long từ năm 1788. Và năm 1799 thì chúa Nguyễn và Võ Tánh phá được thành Quy Nhơn do hai tướng quân của nhà Tây Sơn nắm giữ. Thành Quy Nhơn thì được đổi tên là thành Bình Định, được tọa lạc tại xã An Nhơn, Bình Định ngày nay. Tháng Giêng năm 1800, tướng Trần Quang Diệu, chồng của nữ tướng Bùi Thị Xuân, và Võ Văn Dũng của nhà Tây Sơn công thành, biết không giữ nổi thành. Võ Tánh đã viết thư cho Trần Quang Diệu, mong tướng quân này không giết người dân vô tội. Hai vị tướng dưới trướng của vua Quang Trung đã thực hiện lời hứa, riêng Võ Tánh thì tuận tiết khi thành thất thủ. Anh trai của Nguyễn Huệ là Nguyễn Nhạc đã xưng vương ở đây và đổi tên thành Bình Định là thành Hoàng Đế. Thân xác của Võ Tánh đã mãi mãi nằm lại giữa miền Trung đầy nắng và gió. Ông đi vào câu ca tưởng nhớ của người dân địa phương dù không phải sinh ra ở đây. Ngó lên ngọn tháp cánh tiên, cảm thương quan hậu thủ thành 3 năm. Chính vì cứu giúp người dân vô tội mà khắp nơi ở miền Trung và miền Nam đều có lăng thờ Võ Tánh.
Tại Sài Gòn thì có hai lăng mộ gió của ông. Mộ gió thì theo như chúng ta hiểu chính là mộ giả đó. Ở phía bên trong thì không có hài cốt của ông đâu. Cho nên là ở đây thì chỉ có thể là một nơi để chúng ta tới đây để chúng ta tưởng nhớ và chúng ta thắp nhang cho ông. Chính vì cái điều đầu tiên đấy thì ngôi mộ gió chính là ở đường Nguyễn Thái Bình của quận Tân Bình, do người dân lập nên để nhang khói và tưởng nhớ cái vị tướng quân một lòng vì dân. Tương truyền thì ngôi mộ gió này thì có từ trước những năm 1975. Đó, có rất là nhiều kẻ cũng đã tới để tìm đồ quý giá nhưng mà không có. Riêng ở lăng ở đây, tại lăng mộ tại hẻm 19 Hồ Văn Huê, như chúng ta đang thấy thì đây chính là nơi này. Đó. Hẻm 19 Hồ Văn Huê. Thì nơi này chính là nơi chính do chúa Nguyễn Ánh lập nên để tri ân vị võ tướng đã ngã xuống mà vẫn một lòng bảo toàn cho triệu sinh linh. Tại Huế thì có phủ thờ Hoài Quốc Công Võ Tánh. Ông còn có miếu thờ tại thị xã Gò Công, Tiền Giang. Lăng mộ Võ Tánh thì trang trí rất giống khu thờ tự của tả quân Lê Văn Duyệt và phu nhân ở Bà Triều, Bình Thạnh. Đó, khu lăng mộ của tả quân Lê Văn Duyệt thì em cũng đã review cho tất cả quý anh chị và các bạn trong video lúc trước. Về khu thờ tự Nghiêm thì đối với đôi cánh hạc và con bạch mã để đưa ông ra trận và sau này là về trời. Đó. Khu khoảng sân rất là rộng rãi, thoáng mát. Đó. Thời tiết này âm u quá nhỉ. Trời muốn mưa rồi, chắc chuẩn bị mưa rồi. Có lẽ là em sẽ làm xong cái clip này cho tất cả các anh chị và các bạn thì em sẽ đi về, không có trời mưa. Nơi này thì rất là tôn nghiêm nhất là của anh chị. Về lịch sử của ngài Võ Tánh thì sẽ còn rất là nhiều. Có lẽ là ngày hôm nay thì em sẽ tóm tắt sơ lược thôi để chúng ta cùng nắm được về ông. Và có lẽ là nơi đây thì rất là rộng rãi này. Đó. Phía bên cạnh này là khu nhà của người dân, ở đây rất là đông đúc. Phía bên kia hình như là sân bóng, sân tennis hay là sân cầu lông gì đó, có thể là như vậy. Một khoảng sân rất là rộng rãi. Đây, khu này, đây là sân này. Có lẽ sân này là cái nơi để diễn ra những các cái ngày mà lễ để cúng bái cho ông. Đó, nơi để tổ chức tế lễ các thứ. Đây là cái để đốt vàng mã cho ông này. Từ phía bên trong chúng ta nhìn ra ngoài kia chính là cổng chính, bao hàm phía xung quanh này thì đây chính là đây nơi thờ tự của ông này, khu điện thờ. Chúng ta cùng đi ra phía đằng sau này nhé. Cũng đã chớm chớm thấy có hạt mưa rồi này quý vị ơi.
có hạt mưa rồi, chuẩn bị mưa rồi. Tôi cố gắng review nhanh cho tất cả quý anh chị cùng xem. Hôm nay thì sẽ review sơ một chút cho tất cả quý anh chị xem nhé. Những ai yêu mến á thì hãy bấm subscribe kênh của em. Em sẽ review những nơi nổi tiếng cho tất cả quý anh chị và các bạn. Còn những nơi nào sẽ có một hôm tới gì nữa em sẽ review khu lăng mộ nữa ở bên Tân Bình cho tất cả quý anh chị và các bạn xem nhé. Đây chính là nơi chính này. Nơi chính, nơi đây chính là do vua Gia Long xây dựng lên. Còn bên Tân Bình thì là do người dân tự lập lên thôi. Để biết ơn công lao của ngài. Ok, chúng ta cần đi là vào lại nhé. Đây, nhang nhang để thờ tự ngài. Một người có công đối với dân và đất nước trong cái thời điểm loạn lạc giữa triều Tây Sơn và triều Nguyễn thì lịch sử của chúng ta khó mà tránh khỏi được những điều như vậy. Hai bên thì đều là những người mà có công với đất nước cả. Nhưng mà ở đây thì như chúng ta đã biết, ngài Võ Tánh là một người mà đã tuẫn tiết để quyết không gây ảnh hưởng gì cho tới nhân dân. Có thể nói là khắp nơi những ngôi mộ xây lên để tưởng nhớ công lao của ngài đối với nhân dân. Đây chính là hình ảnh của cánh chim hạc này bay lên trên trời. Đó. Đây là cái khu mộ của ông, nhưng mà đây cũng chỉ là mộ gió thôi nha quý anh chị nha. Đó, bên trong không có hài cốt của ông đâu. Nếu theo như cái hiểu biết của em thì những lăng mộ mà được xây từ cái thời phong kiến thì sẽ có những cái hợp chất của thời đấy, thời xa xưa rồi, nhưng mà nhìn cũng có vẻ mới. Có lẽ là nơi này được trùng tu và tu bổ rất là nhiều lần rồi. Những bức tranh rất là đẹp ạ. Non sông của đất nước ta rất là đẹp. Ok, và thôi thì có lẽ là clip của em tới đây thì trời cũng đang muốn mưa rồi, nên em xin phép được dừng clip tại đây và sẽ review cho tất cả quý anh chị và các bạn vào một ngày nào đó. Xin cảm ơn quý anh chị rất là nhiều nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.